mà mình ví dụ như là mình cúi hoặc là nó bị đau ở vùng thắt lưng này không bị bao lâu rồi cũng khoảng độ quỹ này thì cũng khoảng độ chục năm rồi vài chục năm rồi mà trước đó có phải là mình quân giác nặng hay gì nó không ạ cái này thì do một lần xưa là khi mà đi làm một cái nghề là không cần là mình chỉ ngồi cạo những cái silicon dưới cái của một cái bể bơi thì ngồi lâu một cái thế đấy thì vậy sao nó bị như thế trong cái trường hợp này á thì do cái tư thế thì người ta còn gọi bệnh này gọi là bệnh nghề nghiệp thì cái tư thế nó làm cho mình bị đau cái đó cũng như mấy người mà máy đồ á thì sau 5-6 năm mà làm nghề máy đồ á thì tất cả những người thợ may đều bị đau lưng hết thì bây giờ mà anh muốn chữa cái đó mà cho tốt á thì thứ nhất á là anh dùng đá anh chườm nóng dùng gan sau khi mà chườm nóng xong hết rồi đó thì anh lấy cái phần mà sau cùng á mà nguội rồi anh rút cái cục đá đó anh nằm lên trên để cái hai cục đá đó để ngay cái chỗ mà cái chỗ đau của cuộc sống lại nằm lên đó và cứ mỗi lần là chườm là anh nằm để chi với em để cho cái sức nóng á nó vô trong cái chỗ mà đau đó, đó. Rồi nó mới làm vợ giãn nở những cái mau mạch đó, đó. Rồi máu á, khi mà đưa vào trong đó được rồi đó thì nó sẽ không còn làm cho anh đau lưng nữa. Và đối với những cái bệnh mà lâu dài với anh á, thì nó sẽ có một cái điểm vậy nè. Tức là mình sẽ đau nhiều nhất là sau một qua một đêm ngủ. Thì sau khi một đêm ngủ á, thì mình không có vận động. Thì những cái chỗ mà đau ở lưng á, nó sẽ xuất hiện. Thành ra sáng thức dậy mình thấy cái lưng mình hơi cứng, đau khó chịu. Rồi mình phải vỗ vài cái rồi mình đi lại nhiều lần á thì từ từ nó giảm đi đúng không? Đấy thật ra là anh làm cái đó cõi tay đau ở đâu chị? Bây giờ cách thì khoảng 3 tháng thôi thì khi mà với cái lực mình nâng như này không có vấn đề gì hoặc là như bạn những cái thế mà ngang như thế này là nó bị đau hoặc là ấy nó bị đau hoặc vặn như này thì khoảng khớp thế này nó bị đau mà trước đây là làm có gì nặng khiên nặng nó về bởi vì không ạ tự nhiên thôi nó là tự nhiên thôi không tôi khiêm bác thì nặng mà bức sái thì không và cái này anh là đi với ai dạ với ông bà xã có học với em có hòa đâu rồi bây giờ là em biết chặn cái banh ở nách rồi ha dạ. Rồi chút xíu á mình chặn cái banh nách xong rồi mình nó kẹp cái tay lại rồi mình vuốt vuốt mấy cái chỗ điểm này ha. Mình chặn cái banh nách đó rồi mình vuốt mấy cái điểm đây rồi sau đó mình thả banh ra cái bắt đầu mình nó đẩy những cái mạch máu ở chỗ này đó, ha. Rồi xong đó là cái là khi mà làm vậy là kẹp lại làm mà 3 lần giống như mình làm đầu gối vậy. Thì cái chỗ này nó sẽ bớt đau ha. Rồi có gì báo cáo lại về cuối rồi cảm ơn kiểm tra bác sĩ đi kiểm tra ở bên đây thì cũng nói là bị cái như cô cái đốt sống thứ 5 L hay N gì đó này rồi L4 L5 và về nhà kiểm tra cũng thế về Việt Nam kiểm tra cũng vậy. Tại Việt Nam là bác sĩ ở bên đó cũng kiểm tra là L4 L5 rồi cái triệu chứng mà của chị đau sao mà chị kết hợp với cái chẩn đoán là sao em bị đau ngang thắt lưng cúi xuống cũng không tất nhiên là vẫn cúi được nhưng mà cúi xuống thì nó đau nhưng mà đứng lên thì cũng đau còn nếu mà khi mà đứng thẳng lưng lên đây thì nó lại sụn xuống hai bên mông rồi nó đau lúc nào nhiều lúc nào mà em đứng nhiều hoặc là em ngồi nhiều thì nó đau sáng thức dậy là nó có đau sáng thức dậy thì không đau bằng những cái lúc mà khi mà em làm nhiều hoặc là đi làm á, làm mà ngồi nhiều hoặc đứng nhiều hoặc là gì đó thì bây giờ em đi thử đây thuốc là kia là đi lại đây thì em mà nhìn bóng đèn này nếu lúc đau lên đấy này nhìn bóng đèn này cũng không được nghĩa là có ánh sáng cũng không được mà chỉ cần kiểu có một tí gió nó qua mặt em này là em cũng không chịu được mà em mà phải làm thì em ôm lên cái đầu xong em nhắm mắt lại thì
mình đã bớt. Nhưng mà khi đau đầu vậy nó chưa có những cái cơn giật nè. Có, giật hai thái dương. Mà nó có giật, mà nó có làm từng cơn không? Sau đó là nó chủ xuống cái đằng sau gáy này, nó nặng xuống như mình đeo hòn đá ở đằng sau. Thì cái triệu chứng của chị ấy, một là do cái phần mà cột sống cổ á, nó bị chèn cái dây tịnh cái mạch máu đó, rồi nó làm thiếu mạch thiếu máu ở trên não do cái cột sống cổ này nhiều hơn. Và khi chị bị như vậy á thì nó sẽ làm những cái cơn giật, mà chính nhờ cái cơn giật đó là những cái cơn á mà để nó làm cho cái mau mạch bị giãn ra. Do đó là cái mà điều trị cho chị tốt nhất á là một chút xíu chị tự nằm, chị gập chân cái chân phải rồi gập hai chân, và mỗi ngày chị gập nhiều lần như vậy cho tôi. Cái thứ nhất. Thứ hai nữa là chị sẽ chườm đá nóng ở cái vùng gan và hai cái động mạch cảnh, và cuối cùng nữa là mình để cái cột sống cổ, cũng như là có thể mình sẽ dùng tới hai cặp, một cặp mình chườm nóng gan, còn một cặp thì mình sẽ chườm cột sống ngay cái chỗ mà mình cảm thấy đau nhiều á, và cái cột sống cổ với động mạch cảnh. Nóng, tất cả là chườm nóng hết. Nhưng mà mình sẽ lúc mà chườm vậy thì cái lưng mà nó hơi bị nó cái cục đá nó hơi cơi lên, thì mình phải lót hai cái gối mềm ở hai bên để cho nó đừng có ảnh hưởng tới cuộc sống rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.